các bạn món của hôm nay đây. Món thứ nhất là tôm nữ hoàng, thứ hai là rau bạch tuộc, thứ ba là cũng là tôm nhưng mà không có đầu với lại cái xay nhỏ hơn các bạn. Đây là nguyên cái bịch 1.5 lb. Còn đây là món thứ tư, bột xả. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, bữa nay là ngày sinh nhật của Mary nên thành ra Mary sẽ làm video ngắn ha. Bây giờ thì Mary đi lấy hàng giao cho khách. Bữa nay các bạn đi ra kho lấy hàng xong rồi đi giao. Bây giờ Mary đang chuẩn bị đi đây. Đây các bạn ơi, bây giờ Mary đã tới nơi rồi. Bữa nay Mary sẽ làm video nguyên một ngày của Mary ha, cho tới khi nào xong nguồn. Mary cũng không biết là bữa nay Mary có khách không. Mày nghĩ là có. Nói chung là sinh nhật năm nay là mày không có chuẩn bị luôn các bạn ơi. Mọi năm thì mày vẫn chuẩn bị, nghĩa là mày muốn ăn cái gì là mày sẽ tự chuẩn bị các bạn. Mà riêng năm nay thì mày đẩy trong xã mày hết luôn. Thì bữa nay ông xã của mày ở nhà các bạn, nên thành ra mày rảnh. Nói chung là bữa nay Mary đi lấy đồ rồi giao đồ rồi đi cắt tóc các bạn ơi. Bữa nay là Mary chỉ có hưởng thôi, không làm gì hết. Thì sinh nhật năm nay thì thật sự là Mary không có... Giống như mọi năm thì Mary vẫn muốn là có tiệc hoặc là có này kia các bạn ơi. Nhưng mà riêng năm nay thì nếu mà ông xã của Mary không có mua bánh hoặc là không làm gì hết thì Mary cũng thấy thôi, không sao, cũng kệ các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ Mary đi lấy đồ xong rồi sẽ đi giao đồ nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ Mary lại đi về mà Mary không quay ở ngoài đường được các bạn ơi. Đấy các bạn, Mary khui thùng cua đây. Là nguyên thùng 30 lb của nó đây. Wow nè. Đây các bạn ơi, một ngày của Mary đây. Mary mới vừa cắt tóc xong các bạn. À, hai con mắm nè. Ủa hồi lâu lâu cái là có con vịt bay tới các bạn. Mẹ muốn ăn thử không? Đi qua đây ăn thử nè. Mẹ mở. Ba ngồi đi. Để nó kể nó ở đây đi, để nó ở đây đi. Để nó qua đi. Đây mới xem mở. Tham mì nó đòi ăn thịt. Wow, cái này trứng quá trời trứng luôn nè. Bữa nay là dừa cơ xã ơi. Ở trong này còn trứng luôn nè. Có nè. Này của con nè. Bữa mới làm là hơi chín các bạn. Con đi lấy tay. Wow. Này cho tham mì. Thôi mẹ ăn, nó kêu nó ăn thử. Các bạn ngồi coi cái gạch của nó nè, còn màu vàng luôn. Cái này là bữa nay là dừa. Sáu chicken wing, 2 miếng pizza. Nước chấm hoa sả nè. Dừa ăn. Dừa chín. Bữa nay dừa. Bữa hôm qua mình. Dai luôn. Với lại juicy luôn. Đây mới có rau bạch tuộc nữa nè. Con thử
Ừ. Qua đây. Dạ cô chú. Dạ cô chú. Rồi, ăn thử đi. Ăn thử. Để chấm phần. Thầy mày ăn tôm ha. Ăn tôm này ha. Thì lột cho thầy mày cái ha. Ok. Ủa mà có phép thử à? Có, đây crawfish thì mấy thầy mày ăn thử thì có. Còn nó là không có chỉ. Đây. Ở bên này là bánh khét nè. Mày chưa biết ở trong đó có bánh gì các bạn ha. Bánh khét thôi. Thầy mày ăn này hả? Ừ. Là dừa. Bự quá không? Cái gì bự? Con này bự không? Ừ. Dài. Thôi hằng ăn hai miếng pizza. Sao cái quỳ? Ăn này nè. Đây thì có bánh hả? Đây bụng lắm luôn các bạn ơi, nhưng mà cuối cùng ăn lại cảm giác nó ngon, nhưng mà giống như là nó đói bụng quá á, ăn lại không có nhiều. Không hơi xính. Anh nói gì? Anh có ly mà. Anh nói một hồi xỉn. Này tôm. Đã ăn thử tôm sao? Ai ăn này? Con này ngon. Đúng vậy. Đúng không? Tôm ngon quá. Qua đây. Bởi vì nãy giờ nhìn miếng pizza là muốn bóc một trái rồi đó, nhưng mà tại biết là nhiều đồ ăn. Thật ra thì ông xã mới định là mua tôm hùm cho baby. Nhưng mà mới cắt tóc lâu quá. Không sao. Đợi hoài. Đợi ta là biến đi giặt đồ. Trời ơi. Nhỏ bán nhỏ lấy bánh kem đó nè. Anh mà chảy 10 phút là em vào đóng cửa. Rất ngon quá. Nóng ăn mới ngon. Crawfish này là của anh Nhấn à? Là của anh xử hết á. No way. Nãy sáng, sáng sớm tức là happy birthday mommy rồi. Nãy tội nghiệp nó, chỉ cần quyên anh ăn hết rồi. They do spread all over. Ừ. Cậu nói gì? Cái nước thì dâng bắp lên nè, khi mà em cắn nó dâng chúng nó. Giấu. Man. Castle. Halfway.
nơi mình học. Hai mình ăn tiếp ba con. Mà nãy nó ăn mấy cái pizza nó còn nữa nên dọn á. Rồi xong rồi cái 6 cái wing nãy của nó đó, 6 hay 7 cái gì á. Anh hốt luôn. Ngon thiệt chứ, bữa nay ăn ngon. Để chào cổ. Kêu cô ăn cô phết kìa. Con ngồi. Qua ăn vô, ăn thử miếng tôm ấy. Ăn thử cô phết là vừa. Trời ơi, cherry ơi. Ăn thử. Đồ quá. Em no dữ lắm mà. Đi, ăn giùm đi. Ăn giùm mấy con chút tôi dọn. Go. Chết chó. Đang làm bây giờ hả? Dạ. Đi ăn đi, ăn thử con. Trong phòng. Chịu. Đây con, đi vô đây. Đây. Vừa chỗ cho chị ăn rồi mà. Biết tại sao bữa nay nó chịu nằm thẳng không? Em cho các bạn xem gần nè. Là mới xuyên cây mới xuyên qua cái gì xả? Cái lần đó. Yeah. Khi mà mình làm chín là nó sẽ cong các bạn ạ. Nhỏ nhỏ chết không cho thẳng, không cho cong lưng, không cho bắt buộc phải thẳng, không cho cong các bạn ạ. Chị Phượng ở lại ăn bánh kem hả? Được nhờ. Gì vậy hả? Nó chưa ăn bánh kem với lại chưa ăn cái này mà. Đây, cái này là bánh cho tụi nó nè, cho hai đứa, chị Duy với lại Tha Miền. Còn Thúi là không thích. Ngọt vậy? Dạ. Mới mày à. Gắt á hả? Này đứa gắt ta chừng hai cái thì mới mày á. Không thấy cái trắng trắng nè, một đống nè. Hai. Ừ, tôm phân nè. Giỡn hả, có cắn nè, cắn là đau nha. Nè. Nhìn qua bên kia rồi đó. Cắn là quạo quá nha. Nè, cắn là quạo quá, cắn là quạo quá, ok. Quạo là cắt lại á. Các bạn biết là bữa nay hơi bị ngán. Là không có rau luôn, không có dưa leo luôn. Có dưa leo à? Ý là không có bày ra. Mở đi, mẹ cho mở. Mẹ cho mở.
Chị Phượng, qua thử chị Phượng. Có nhân sầu riêng ngon. Hello. Con đừng có chơi vậy. Con muốn ăn hả? Con lấy cái đó con ăn. Lấy dư luôn. Con gà uống hết trơn tôi. Đây cho các bạn xem. Ở đây là có hai cái là Happy Birthday Mary đó. Đây, các bạn coi gần là hai cái miếng đó là được tặng, với lại hôm bữa tặng thêm bịch ở ngoài cho Tha mì ăn hết à. Hai lỗ mùi đã phải cho thầy nó chưa còn kìa. Em đâu lấy cái hôm đó về chủ chức nè. Đó, nó còn kìa. Ồ, sao mà nó ngược hả? Các bạn ơi, Mary có quà nè. Được lì xì. Rồi, bây giờ mở bánh kem. Bữa nay đồ ăn là phụ thôi các bạn nha. Cái đó mới là chính, cái mới vừa nhận được mới là chính. Cho các bạn xem. Mình nghĩ cái này là sầu riêng. Hả? Để đèn cày mắt lắm. Ủa mắm nhỏ sao không ra? Kêu mắm nhỏ ra. Ok. Bánh này không phải là bánh của tụi nó mà. Tại vì nhân sầu riêng là nhân sầu riêng là chỉ có một mình mới ăn thôi. Nhưng mà nhìn bự vậy thôi mới chơi sạch sẽ. Mì mì nghe thằng Quốc kêu bạc hay. Rồi, ăn bánh, ăn bánh. Ở bên kia nè. What kind of cake is that? Do you see the smoke? Ice cream cake. Can I guess? Ủa nó cháy tiếp nè. Magic. Nè, để mà mày làm magic nè. Ồ, nó không thèm. Ồ, không thèm. What kind of cake is that? Thử đi. Let's go. Thank you. Is that jello cake? Yep. What? I need to see what... cắt một cái thơm như gì luôn. Trả thêm tiền không? Cắt cái thơm. À, mời các bạn nha. Nhìn mềm. Không ngọt lắm. Đúng không? Mà hồi nãy không để tủ lạnh. Nếu mà để tủ lạnh nó ngon hơn. Nói chung bánh chỗ này họ làm ngon, nhưng mà lâu lâu á là cái bánh này bị khô các bạn. Mà bữa nay là ngon. Sầu riêng. Thôi các bạn ơi, mình dừng video đây hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video khác.